Xin thưa quý vị, hôm nay thì có cái duyên lành thì chùa Nhật Bản đó quý vị, quý vị thấy sau lưng của Minh Phước Hải không ạ? Đó là cái đài tháp hòa bình của Nhật Bản. Ở đây là một cái pháp môn theo là Nhật Liên Tông, tức là cũng là cái pháp môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó quý vị. Thì họ thay vì họ niệm Phật thì họ sẽ đọc câu là Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Đấy, Nam Mô Hô Rành Ghê Kiều. Đấy, đó là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh của Nhật Bản. Thì hôm nay có cái dịp lễ thì họ mời chùa các chùa đến, trong đó có chùa Việt Nam mình. Thì con cùng các chùa đến thì con sẽ quay cho quý vị xem ha. Đó, con sẽ quay lại cho quý vị. Đấy. Đấy, quý vị thấy dòng chữ đây không ạ? À, đây là đài tháp, tháp hòa bình. Thì cái tông phái này họ đi đến đâu là họ sẽ xây những cái tháp hòa bình như vậy ạ. Đấy. Quý vị thấy không cùng quá nào. Đó, hôm nay rất là vậy. Hey.